Cyberpunk là một nhánh con thuộc hệ khoa học viễn tưởng với đặc điểm nổi bật là thường đặt mối quan tâm lớn lên xã hội loài người trong một tương lai giả định gần, nơi công nghệ được phát triển tột bậc nhưng trái lại, đời sống con người lại đi xuống một cách thê thảm, tự chung là high-tech, low-life. Nguồn gốc của Cyberpunk xuất phát từ phong trào khoa học viễn tưởng New Wave từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, từ Cyberpunk lần đầu tiên được xuất hiện trong truyện ngắn cùng tên của Bruce Pesky. Sau đó được các nhà văn khác tiếp tục khai thác sử dụng và dần dần trở nên phổ biến. Với lý thuyết Cyberpunk là một khái niệm viễn tưởng hoài cổ, nói theo một cách khác là cách con người ở thế kỷ trước mường tượng ra viễn cảnh của tương lai ngày nay. Mặc dù vậy, sức lan tỏa cũng như những thông điệp mà các tác phẩm cùng thể loại này truyền tải cho đến nay vẫn mang sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Cyberpunk là một thể loại với thế giới quan rất tăm tối. Cốt truyện trong thể loại Cyberpunk thường tập trung xoay quanh các cuộc xung đột giữa các trí tuệ thông tạo AI, các hacker và các siêu tập đoàn, mega corporation. Thế giới của Cyberpunk thường là trái đất trong một tương lai giả định khá gần với thời hiện đại ngoài đời thực. Không giống như viễn cảnh tương lai rất xa khi nền văn minh của con người và có thể là cả chủng loại ngoài hành tinh khác đã vượt đến tầm cỡ xuyên thiên hà, ví dụ như các tác phẩm như Dune của Frank Herbert hay nửa sau cuốn Seven Nerves của Neal Stephenson. Trong văn chương, các tác phẩm đặc trưng của thể loại Cyberpunk bao gồm Do Android Dreams of Electric Sheep năm 1982 được chuyển thể thành phim Blade Runner do Ridley Scott đạo diễn, cũng như các truyện ngắn khác như Minority Report hay We Can Remember It For You Wholesale của Philip K. Dick, Neuromancer của William Gibson, người được coi là ông tổ của Cyberpunk. Hay gần đây một chút thì có Snow Crash của Neal Stephenson, được cho là đã đưa thể loại này vào giai đoạn hậu Cyberpunk. Anime cũng có những tác phẩm kinh điển như Akira của Katsuhiro Otomo, Ghost in the Shell của Marumo Oishi hay gần đây nhất là Side Pass của Studio Production IG. Tương tự, game cũng có những tác phẩm nổi bật như Snatcher của Hideo Kojima, Due Ice của Iron Storm và Eidos Montreal hay Shadowrun của Harry Brainskim gần đây nhất. Con người và xã hội Cyberpunk. Cyberpunk là nền văn hóa với thái độ và phong cách rất khó lẫn. Đó là một nền văn hóa phản độc tài, căm ghét các thương hiệu, các tên tuổi lớn và những kẻ giàu có, và nhất là cực kỳ sành sỏi về công nghệ. Nếu Cyber là nhắc đến công nghệ hiện đại thì Punk là nhắc đến con người và lối sống trong xã hội của họ. Cách nhân vật chính cho các tác phẩm Cyberpunk thường thuộc dạng phản anh hùng, anti-hero, những người đã bị xã hội ruồng bỏ, những tên tội phạm, những người có tầm nhìn lớn lao và dị biệt hay chỉ đơn giản là bất mãn và không thể sống chung được với hiện thực. Điểm chung của tất cả những mẫu nhân vật này là sự trái ngược hoàn toàn của con người họ đối với những gì đang diễn ra xung quanh. Đã là punk thì có nghĩa là phải phản đối giới quyền lực và chủ động chống lại họ. Điển hình như thiếu tá Kusanagi trong God in the Shell. Mặc dù cô chỉ là một bánh răng nhỏ trong cả một hệ thống nhà nước khổng lồ, cô vẫn luôn sẵn sàng giải quyết mọi việc theo cách của một vigilante. Công lý dành cho con người quyết định và thực thi, chứ không phải là do pháp luật hay giới quyền lực. Và ngay bản thân Cyberpunk, với tư cách là một subgenre, đã phản lại cả một phong cách khoa học viễn tưởng đã được định hình bởi những tác giả như Jules Verne hay Herbert George Wells. Xã hội Cyberpunk là một xã hội tăm tối, đời sống của con người xuống cấp trầm trọng về mọi mặt tới mức không thể thấp hơn. Không khí bị ô nhiễm tới mức có thể gây tử vong nếu hít thở trong một thời gian quá lâu mà không có biện pháp lọc cần thiết. Vệ sinh công cộng là một con số không tròn trĩnh, đường phố ẩm ướt, bẩn thỉu, chất đầy các loại rác rưởi từ sinh hoạt, rác thải công nghiệp và công nghệ. Tới chính cả những xác người vô gia cư bị phân hủy, màn đêm ở đó dường như là vĩnh cửu, đa phần là vì có các tòa nhà khổng lồ, rất nhiều trong số đó có mái che bao trùm như cây cổ thụ của các siêu tập đoàn được xây dựng lên san sát. Đồng thời, ví dụ như trong Shadowrun, việc này cũng là do ô nhiễm môi trường quá nặng nề, chủ yếu gây ra bởi các khu công nghiệp nặng bị lạm dụng, khiến cho lượng mưa và lượng khói bụi trở nên dày đặc và khung cảnh cũng u ám. Con người trong xã hội đó cũng không khá hơn. Họ ăn ôi ở bẩn, cháo trở lừa lọc lẫn nhau, chém giết lẫn nhau để tranh giành những thứ nhỏ nhặt nhất, chà đạp không thương tiếc lên nhau mà sống. Vì đó là một xã hội với tỷ lệ đào thải cực kỳ cao. Trong một xã hội như vậy, không bao giờ tồn tại một con người bình thường. Không phải quan chức,
cũng không phải tội phạm, ban ngày đi làm tại một văn phòng nhỏ, tối về nhà sum vầy với gia đình và xem TV. Để tồn tại được ở đó, bạn phải làm việc cho một trong số những siêu tập đoàn quản lý địa bàn ở đó và hưởng chính sách bảo vệ từ bộ phận an ninh tinh nhuệ được đầu tư tiền tỷ của họ. Hoặc là bạn phải làm một con chuột trốn chui trốn nhủi dưới cống thoát nước, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, làm những công việc bẩn thỉu và đê hèn nhất để phục vụ cho những tổ chức tội phạm ngầm, mafia, những mong được sự bảo trợ của họ. Ở đó những con người, mặc dù làm việc trong đội cảnh sát của thành phố, nhưng cuộc sống lại luôn ngập tràn trong xa hoa nhung lụa và nhục dục. Ngược lại, ở đó cũng có những mảnh đời sinh ra dưới cống ngầm và lớn lên dưới cống ngầm, cả đời chưa một lần được lựa chọn làm người. Như trong Shadowrun, những con người sống ngoài vòng pháp luật là như thế, dù bị ép buộc hay theo những lựa chọn của riêng họ, được gọi là các Shadowrunner, một cái tên không thể nào phù hợp hơn. Trong xã hội Cyberpunk, các siêu tập đoàn đã hoàn toàn thay thế các chính phủ để trở thành trung tâm của chính trị, kinh tế hay thậm chí là cả quân đội. Biên giới các quốc gia gần như không còn tồn tại mà sẽ chỉ hoàn toàn là câu chuyện về tranh giành lãnh thổ hay địa bàn của các siêu tập đoàn. Các cơ quan đoàn thể cũng không còn được phân định rõ ràng bởi nghĩa vụ hay chức năng của họ mà giờ đây chỉ có tầm ảnh hưởng là quan trọng nhất. Công nghệ mặc dù đã phát triển vượt bậc nhưng thay vì giúp xóa mờ đi những khoảng cách trong xã hội, nó lại càng làm những khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa tầng lớp tinh hoa và tầng lớp thấp kém ngày càng trở nên rộng và khó kiểm soát. Mặc dù công nghệ có tồn tại, nhưng người nghèo lại không có cách nào thu về được lợi ích đáng kể từ chúng, còn người giàu lại nhờ có quyền tiếp cận với các công nghệ đó lại càng trở nên giàu có hơn. Vì tốc độ phát triển của công nghệ là quá cao nên rác thải công nghệ là vô số kể. Và để sống sót, người nghèo không có cách nào khác ngoài việc phải trở nên sáng tạo hơn trong cách tận dụng những đồ công nghệ cũ, qua đó các phong trào tự lực cánh sinh, DIY, do it yourself, cùng các tiệm con cóc chuyên lắp đặt các máy móc từ linh kiện điện tử cũ và không liên quan cũng mọc lên như nấm sau mưa. Ví dụ như việc tận dụng máy phát DVD để làm máy phát điện HIV hay tận dụng một chiếc TV LCD cũ để làm lò vi sóng. Trong Cyberpunk, con người ta chiến tranh hay giết hại lẫn nhau không còn là vì tài nguyên hay tài sản nữa, mà là vì thông tin. Ai đã làm chủ được những luồng thông tin và các kênh phân phối thông tin lớn thì kẻ đó sẽ có tất cả. Các cuộc phân tranh hay thậm chí là sát hại nhau này có một phần lớn được thực hiện thông qua không gian kỹ thuật số, cyberspace, và các decker, tên gọi trong thời đại mới của các hacker, sẽ đăng nhập vào không gian đó bằng việc cắm jack vào ổ cắm phía sau hộp sọ của mình. Và có một điều cũng khá ngây thơ và buồn cười nữa, đó là các decker có thể tấn công lẫn nhau thông qua cyberspace này. Như trong Neuromancer, có rất nhiều các decker đã bị giật điện mà chết vì trúng đòn trong cyberspace. Cũng vì như vậy mà việc đánh cắp danh tính qua đó mới thực sự trở thành một trong những vấn nạn khủng khiếp của xã hội cyberpunk. Bởi mất danh tính tức là mất quyền công dân, mất quyền được công nhận và bảo hộ bởi bên tuyển dụng, và về cơ bản cũng có nghĩa là mất luôn cả nhân quyền. Cách duy nhất để một con người có thể sống sót khi bị đánh cắp danh tính đó là phải nhận thêm một danh tính hoàn toàn mới, hoặc là ăn cắp từ một người khác, hoặc là lấy lại từ một người mới chết. Quá trình tiếp nhận danh tính mới là một quá trình khá phức tạp và phải trải qua nhiều bước, với bước quan trọng nhất là thay võng mạc và thay vân tay. Do đó thường chỉ được thực hiện nếu như bạn có một tổ chức ngầm đứng ra chống lưng. Thường thì sau khi thay đổi danh tính, bạn sẽ trở thành một con tốt trong suốt cuộc đời cho tổ chức nếu bạn muốn sống. Những câu hỏi đặt ra. Một hình ảnh thường được thấy trong Cyberpunk, đồng thời cũng là biểu tượng của thuyết siêu nhân học Transhumanism. Đó là những người máy, cyborg, với tứ chi cùng các bộ phận khác trên cơ thể được thay thế bằng máy móc, với những chức năng hiện đại và khả năng vượt xa khỏi giới hạn thông thường của con người. Tuy vậy, việc này cũng đặt ra cho chúng ta một vài những câu hỏi mang tính triết lý hiện sinh khá khó trả lời. Thiếu tá Kusanagi có khả năng phân biệt độc lập hoàn toàn giữa tâm trí và thân thể là robot của mình. Cô không bị đau khi thân thể bị tàn phá. Cô có thể tách rời ý thức của mình khỏi thân thể để truy cập vào cyberspace hay thậm chí là điều khiển cả bóng ma của những người khác. Điều đó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rằng nếu như cơ thể của con người chỉ là một bộ máy không hơn không kém, được điều khiển bởi tâm trí giống như thuyết nhị nguyên của René Descartes, thì việc chúng ta thay bộ máy sinh học ấy với một bộ máy thực thụ có làm mất đi bản chất của con người chúng ta hay không? Hay như trong Do Android Dreams of Electric Sheep của Philip K. Dick, thì câu hỏi ấy tiếp tục được mở rộng hơn. Đó là một cảm giác kinh tởm và đáng sợ một cách kỳ quặc mà Rick Deckard đã nhận thấy khi anh ta tận mắt chứng kiến Luba Love, một cô người máy Nessus 6, nhập cư trái phép từ sao hỏa về trái đất. Đồng thời cũng là một ngôi sao nhạc kịch, với một giọng hát thánh thiện và một trái tim có vẻ như biết rung cảm trước hội họa, ngã vật ra đất như một thân cây bật gốc để chết một cách chóng vánh.
có phải chăng là người máy cũng biết rung cảm và phải chăng như chính anh đang thương cảm với chúng? Nếu công nghệ trí tuệ nhân tạo một ngày nào đó có thể đạt đến mức độ hoàn hảo, thì liệu máy móc sẽ có được thứ linh hồn này của con người chúng ta hay không? Nếu có, thì đến lúc đó, điều gì sẽ phân biệt được chúng ta với máy móc đây? Snatcher, phiên bản game năm 1998 của Hideo Kojima, được cho là đã nhận cảm hứng từ rất nhiều tác phẩm cyberpunk khác cùng thời, cũng đặt một câu hỏi triết lý tương tự như vậy. Còn trong Psycho Pass, một tác phẩm anime xuất sắc trong thể loại này của Studio Production IG, thì trong số rất nhiều những câu hỏi triết lý được đặt ra, chúng ta có thể thấy câu hỏi lớn và hiển hiện nhất được nằm ở sự tồn tại của hệ thống Sevir. Đó là một hệ thống trí thông minh nhân tạo được hình thành bằng cách kết hợp bộ não của hàng trăm nghìn những con người thông minh và tinh túy bậc nhất của xã hội, từ bác sĩ, luật sư, chính trị gia cho tới những tên tội phạm đầu sỏ nguy hiểm nhất. Nói một cách khác, Sevir về cơ bản là một hệ thống hive mind, tâm trí tụ hợp, vốn là một chủ đề thường thấy trong khoa học viễn tưởng. Và nó cũng là một biểu tượng cho khái niệm ý thức tập thể, được giới thiệu bởi nhà xã hội học người Pháp. Nếu như trong một chế độ độc tài, được đứng đầu bởi một siêu hệ thống khổng lồ và toàn năng như Sevir, vốn sinh ra để đảm bảo trật tự tuyệt đối cho xã hội, thì xã hội đó là địa đàng, Utopia, hay là phản địa đàng, Dystopia. Còn nữa, liệu có thể đặt niềm tin vào một hệ thống như Psycho Pass đánh giá khả năng cấu thành tội phạm của một con người thông qua chỉ số CGI? Trước cả khi họ gây ra một tội ác thực sự được hay không, liệu làm thế có phải là đang vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của con người hay không? Lấy gì để tin rằng Sevir sẽ không sử dụng nó vào một mục đích xấu xa gì khác nữa? Khái niệm tội ác tư tưởng không phải là một khái niệm mới và vốn nó đã được nhắc đến trong các tác phẩm nổi tiếng như 1984 của George Orwell hay truyện ngắn Minority Report của Philip K. Dick đã được chuyển thể thành phim. Lợi ích của nó là khỏi bàn cãi, nhưng một hệ thống như vậy cũng không thiếu những lỗ hổng nghiêm trọng. Như trong Minority Report, thì lỗ hổng đó xuất hiện khi người bị xác định có mắc tội tư tưởng lại chính là người có quyền truy cập vào bộ máy phân tích tội ác tư tưởng đó. Còn trong Psycho Pass, đa phần các nhân vật phản diện đều là những người phản đối sự tồn tại của Sevir, và bản thân họ cũng chính là những bằng chứng cho những lỗ hổng của hệ thống tưởng chừng như toàn năng đó. Và một khi bạn đã hiểu được rõ ý muốn thực sự của nó, bạn sẽ phải dần cảm thấy đôi phần thắc mắc rằng không hiểu liệu ở đây ai mới là kẻ xấu, ai mới là chính nghĩa. Trong một thế giới đen tối và xấu xí như Cyberpunk, nơi mọi điều ước, mọi nhu cầu đều được giải quyết bằng tiền và quan hệ đối với những người trên mặt đất, còn thức ăn và chỗ ở lại là cuộc chiến thường trực hàng ngày của những kẻ sống dưới cống ngầm, thì khái niệm ý nghĩa cuộc đời bỗng trở thành một điều gì đó thật phù phiếm và ngu ngốc. Mình sinh ra để làm gì? Mình phải làm gì để được hạnh phúc và hạnh phúc tối đa? Đó là những câu hỏi mà không ai hỏi, hoặc là vì quá thừa thãi, hoặc là vì quá viển vông, như trong tựa game The Last Night của The Odd Tale. Con người trong một thế giới với lực lượng lao động đã được hình thành thay thế hoàn toàn bởi robot, đã đánh mất đi khả năng tự quyết định số phận của mình. Và giờ đây họ không được định nghĩa bởi những thứ mình làm ra, mà chỉ được định nghĩa bởi những thứ mình tiêu thụ. Khi con người ta không hiểu được mình là ai, mục tiêu của cuộc đời mình là gì, họ sẽ rất dễ sa đà vào những cuộc vui chơi thác loạn quên ngày tháng, và tệ hơn là họ sẽ lậm vào những thứ ma túy công nghệ cao. Mà trong những sản phẩm như Shadowrun cũng là chủ đề trong lớp We Happy Few của Studio Compression Game, hay cuốn Brave New World của Aldous Huxley, nó được tạm gọi là BTL, Better Than Life. Đó nhìn chung là một loại thực tế ảo, có thể giúp người ta mê man tới hàng tháng hay hàng năm, và ở trong đó họ được sống một cuộc đời ảo tưởng đẹp đẽ. Mình là một rocker nổi tiếng, mình là một họa sĩ đại tài được nhiều người yêu mến, hay mình và người yêu đã chết của mình được chung sống cùng nhau mãi mãi. Chủ đề tương tự như vậy cũng đã được những sản phẩm như Squid Art Online đề cập một cách rất sâu sắc, và ở trong đó cũng hiển hiện một trong những câu hỏi triết lý hiện sinh rất khó trả lời, được nhắc đến trong cuốn The Pig That Wants to Be Eaten của Julian Begany. Đó là nếu mục đích của người ta là đi tìm hạnh phúc, thì chuyện niềm hạnh phúc đó có đến được từ hiện thực hay đến từ ảo giác sống động như này liệu có gì khác nhau hay không? Mỹ cảm Cyberpunk. Nếu như Neuromancer của William Gibson là một khởi nguồn cyberpunk với tư cách là một thể loại, thì Blade Runner của đạo diễn Ridley Scott được lấy cảm hứng rất nhiều từ thể loại neo-noir, là khởi nguồn của phong cách tạo hình và ấn tượng thị giác của nó. Bản thân William Gibson khi hình dung tên cuốn tiểu thuyết của mình cũng chưa được đặt chân đến thành phố Tokyo, Nhật Bản. Sau này khi có cơ hội được đặt chân đến thành phố đó, ông mới có dịp trầm trồ nó quá thật giống với tầm nhìn của ông về một thành phố cyberpunk. Bản thân người Nhật cũng rất ấn tượng với phong cách của cyberpunk đến từ phương Tây, nên cũng đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của nó lên thiết kế đô thị, cũng như cho ra đời các tác phẩm đậm chất cyberpunk như Akira.
Ghost in the Shell hay Snatcher. Trong thế giới cyberpunk gần như là luôn luôn chìm trong màn đêm tối tăm, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và cô đơn dù cho xung quanh có rất nhiều người. Họ ở đó thờ ơ lãnh đạm, không ai quan tâm đến ai. Cảm giác cô đơn đó cũng giống như việc bạn lên Facebook với hàng trăm hay hàng nghìn người bạn trên đó, nhưng dường như bạn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai cả. Phố xá hay những khu dân cư đông đúc trong cyberpunk đa phần thường ngập trong những biển hiệu quảng cáo loè loẹt với những bóng đèn neon nhiều màu sắc. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với hình ảnh một thành phố sống động như thành phố New York ngoài đời thực. Mà trái lại, thành phố trong cyberpunk luôn khiến cho người ta phải cảm thấy chóng mặt vì độ tương phản quá lớn giữa khoảng tối và khoảng sáng. Thế nhưng tất cả những vẻ hào nhoáng đó chỉ là một lớp vải thưa, chẳng bao giờ đủ che giấu đi sự thật phũ phàng. Chỉ cần bạn đặt vài bước chân vào những con ngõ hẹp tăm tối nằm khuất sau những đống rác thải công nghiệp ngập ngụa, bạn sẽ gần như bước vào một thế giới khác, thế giới của những khu ổ chuột cyberpunk, ẩm ướt, bẩn thỉu và đầy mùi xú uế. Khu dân cư ổ chuột trong thế giới cyberpunk được lấy cảm hứng nhiều từ thành phố khép kín Cornwall của Hồng Kông, vốn đã bị dập bỏ từ năm 1994. Những cái trái nhà chật chội và ngột ngạt đè lên nhau, chen chúc nhau, tranh giành nhau từng cm diện tích. Xung quanh là ngổn ngang, không thể phân biệt nổi đâu là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của dân cư, còn đâu là rác rưởi. Mà dường như cũng chẳng bao giờ có sự phân định rạch ròi như thế với người dân ở nơi đây. Bất cứ thứ gì họ có thể nhặt ra dùng được hay trông có vẻ ăn được thì bạn tin chắc rằng là họ sẽ làm thế. Ở đó không có khái niệm tệ nạn xã hội vì chẳng có luật lệ nào có thể chạm đến những ngóc ngách bí hiểm này. Người dân ở đó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho bạn, miễn là bạn có tiền. Xa hơn một chút, các khu công nghiệp trong thế giới cyberpunk gần như lúc nào cũng phải núp bóng dưới những nhà máy khổng lồ, rộng lớn và cao vút như cột chống trời. Trong một cốt truyện cyberpunk điển hình, nhân vật chính sẽ thường phải đột nhập vào một trong những nhà máy khổng lồ như vậy để rồi bàng hoàng phát hiện ra một sự thật khủng khiếp nào đó nằm ngoài trí tưởng tượng dù là viển vông nhất của mình. Và cuối cùng, thứ cũng được coi như là một món đặc sản không thể thiếu của cyberpunk, đó là những chiếc xe bay, hovercar. Hovercar xuất hiện trong gần như tất cả các tác phẩm dán nhãn cyberpunk mà bạn có thể tìm thấy. Như đầu bài đã nói, cyberpunk là một sản phẩm văn hóa viễn tưởng hoài cổ, và những chiếc xe bay là một trong những điều đầu tiên mà con người nghĩ đến khi mà họ mường tượng ra viễn cảnh một tương lai công nghệ phát triển. Có một thời người ta đã ước tính, với tốc độ phát triển của công nghệ lúc bấy giờ, thì đến khoảng năm 2020, chúng ta sẽ có xe bay hoạt động phổ biến. Thật tiếc là cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn thậm chí còn chưa giải quyết được vấn đề nguyên liệu hóa thạch để chuyển hoàn toàn sang xe điện. Và người ta đã phải thốt lên rằng họ hứa với chúng ta về những chiếc xe bay, giờ tất cả những gì chúng ta có là 140 ký tự. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!